Dạ, chào anh em, chào bác. Tiếp tục thì hôm nay em quay chi tiết cái con Amply Apophy E 600 gửi đến em. Thì hai con 480, một con thì trong cái đợt live stream mà em sale 99.999.000 đã lên đường, còn lại một con đây. Hai con thì nó như nhau, mình không nói nữa. 480 đẹp can, thùng xốp hai lớp, bảo hành 3 năm công ty. Rồi đây là con E 600 về sau nó chưa có làm. Thì theo đơn cầu anh em thì em mới làm, và hôm nay nó sẽ có giá bất ngờ. Lý do một cái lỗi rất nhỏ luôn mà em nó phải tuột giá từ đến 5 triệu rồi em nhé. Hiện tại con này về em có báo trên clip cho anh em là khoảng 100 triệu, 100 triệu như con trước. Nhưng con này thì nó sẽ rẻ hơn được, đúng ra thì 1-2 triệu thôi anh em. Đang trong cái chương trình lễ 29 cho anh em thì em sẽ sale đậm cho anh em luôn nha. Rồi tổng thể con máy rất đẹp anh em nha. Đấy, đó để em xem ha, thấy không? Đó, khiển rin anh em nha, là bao ra anh em là rin 500 ha. Các cái nút phía sau là còn đầy đủ luôn nè, vậy cái chỗ em đang test thôi. Đó, ok ha. Con này là class A, 30W một kênh 8 ohm, remote rin, dây nguồn theo hàng 220V anh em nha. Đó, hàng công ty. Rồi, em sẽ chỉ một cái điểm cho anh em để em được tiền đây. Trừ tiền và sale luôn cho anh em ha. Em nhìn trên kỹ đây em ha, nó nhỏ lắm em, cái đầu kim đây, em móng tay em có cái đầu kim nè, thấy không? Đó, cái này mà xuyên xuyên rồi làm chắc hết đó nè. Mà không, em chỉ cho anh em xong rồi em trừ tiền ha. Đấy, có cái lỗi đó là đáng nói. Còn người đẹp rất rồi nè. Ok ha, hai cầu loa A và B nè. Hai cầu loa về ha. Rồi, lâu nét nè. Này lúc anh em mình lỡ mua cho cũng phải mà thấy ATT này sáng đèn là nó im lặng mức nhỏ anh em nha. Rồi, hai option để em có thể gắn cạc DAC, DAC 50 hoặc hai cái cũng được, hoặc là một cái con AD để cho anh em chơi mâm hàng. Rồi, tóm lại có một chút xíu đó, mà một cái mức giá chỉ có hôm nay em đúng ra là em bớt cho anh em là tầm khoảng 3 triệu là còn 97 triệu, và hôm nay ưu đãi luôn cho anh em 2 triệu nữa là chỉ còn 95 triệu cho con E600 này nha, cho anh em chơi lại 29 ha. Rồi E600 chỉ 95 triệu một con Rush A rất đáng chơi anh em nha. Giá này thì quá ok rồi nha, không có nói được nữa, quá tốt cho anh em chơi rồi ha. Kết hợp với Sterling GR, con này là hàng lướt ha, đát 2023, mới khui năm 2024, thùng xốp hợp sách đầy đủ như mới ha, 85 triệu đó. Anh em chơi bộ này là quá ok. Hiện tại em đang kết hợp với con CD Tic 25XS đây. Đó, khiển rin, dây nguồn, chân chén đầy đủ. Này, ok cho anh em. Bộ loa này, sản phẩm này anh em nghe nhạc trữ tình bolero ha. Acoustic rất là hay. Bây giờ để em tắt cái máy ra, quạt máy ra. Nó ồn quá. Lời cái này nghe nha. 如早春初醒，吹出我的心，像不可再等。你咬住把，你肥啦嘛。含情待放那岁月，看出了痴心，令人动心。幸福的光阴，它不会变心，像分近。 每火心，情愿亦愿亦感，将交错一生，情侣爱得甘心。甜蜜地与爱人风里飞奔，高声呼你有情不枉这心，一声你愿意。 天爱再没遗憾，明月无泪照人，相爱相衬，人对对的恋人增添性感，一些恋爱变后，更多恋爱故事动人，画上了丝丝美感。
幸福的光阴，它不会偏心，将分给每颗心。情缘亦远亦近，将交错一生，情侣爱得甘心。甜蜜地与爱人风里飞奔，高声欢呼你有情，不枉这生。一声你愿意，一声我愿意，惊天爱再无遗憾。明月雾里照人，相爱相衬，让对对的恋人增添情感。一些恋爱并行，更多恋爱故事动人，画上了丝丝美感。画上了丝丝美感。Rồi, ở đây thì anh em thấy là em bán rất là chỉnh chu về cái mặt này. À, có cái gì là chỉ trước cho nè. Nha. À, cái gần như là ở Việt Nam thì cái kiểu như thế này là em là người làm đầu tiên ở Việt Nam luôn nè. À, đó thì sau này anh em mới bắt chước ra. À, đấy chứ ngày xưa thật với anh em nha, bán mấy con này mà chấm này là rất là nhỏ, rất là bình thường với anh em chơi. À, giá nó rất là tốt rồi đấy, còn em bán theo cái đồ đẹp sản phẩm luôn đó. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ nghe một cái CD này em chưa có nghe luôn, mới lục ra được cái một sang. À, cho anh em nghe thử nha. Em chưa nghe cái đĩa một sang này luôn. Hôm nay sẵn này mình thử luôn nè. À, tức hay là mình đó. Độ đẹp phải gọi là tương đối. Tương đối có nghĩa là em thấy không? Con này nó rẻ nữa. Cái thứ hai nó có cái chấm này trong clip làm nè. Cái nút này. Có hay quá. Đó. Nên nó rẻ. À, mà đang sale cho anh em còn có 2-3 triệu luôn. Đúng lửa hồng.
mấy cái nhạc này anh em phải làm ấm trà để cái sofa ngồi ngã ngửa ra nè em nhé, nhâm nhâm là nghe nó mới phê ha. Đó, thư giãn, nhạc này là thư giãn rất là ok. Rồi, con CDTX 25S là 23, giá đang sale cho em. Con E600 giá đang sale cho em còn có 95 thôi ha. Khiển zin, máy tình trạng em đã báo ha. Còn lại là bao hết anh em zin. Loa thì quá ok rồi, loa là hàng siêu lướt rồi nè nha, thùng shop đầy đủ ha. Đó, 85 triệu cặp loa. Đấy, anh em có nhu cầu cứ alo em nha. Nguyên tắc bên em làm việc là anh em biết rồi, chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship cho anh em. Ship còn em cộng với em 20% giá trị sản phẩm ha. Em không bao ship còn ha. Chào anh em, chào quá.